Nó máy sóng này nè. Xong nha anh em. Bị về, nước vô nè. Thôi vậy nha, rảnh đi chơi.
chị Dịch đó. Tôi có cây chế cây mở chị Dịch đó, mở im lắm. Gõ đó méo Dịch chân. Lúc trước chơi gõ chứ giờ không chơi gõ đó. Lấy cái đường nhì kinh nhất chứ. Không, kinh nhất, kinh bên kia, kinh nhì qua kinh tôi luôn, khỏi bật lại. Ờ, lên luôn. Mà đi kinh đó tính ra nó cũng xa lắm. Nói chung cũng chạy à, nó đâm qua đâm lại cũng chạy à. Bự gió dày lắm, dày luôn, dày gió nặng lắm, bởi gió này dày không không giọt mà gió không luôn. Tụi đóng vô á mua hết trăm mấy ngàn đó đó, mua miếng chạo vô đi, mua xong rồi mua ốc vít bắn vô khoan trước mới bắn được nha. Ông khoan nó bắn đâu vô nổi, gãy ốc trơn à. Ngon. Nó chậm gì luôn. Được. Đặt, đặt cái chân dịch xuống nó tắt máy là được rồi. Hình như mấy ga biết nó chạy dịch nhỏ nhỏ thứ không bước á thì chạy dịch đó nó được. Nhưng mà nó nhẹ máy quá. Chạy ga nhỏ thì không tắt máy nhưng mà nó nhẹ máy. Chạy ga cao lại nhẹ rồi. Có làm điện không? Hả? Làm điện lại hết luôn. Ừ. Làm điện lại luôn. Dàn cầu mà hạ xuống được ngon quá trời cầu. Ủa bộ cái nước mai sơn bạc của cái ống lá bông sơn xịn sao thấy nóng chốc chưa ạ? Thấy mai sơn giảm chốc chưa? Cái tay dốc chốc. Trên mạng không clip mà mấy thằng kia test vỏ nó ca bà em đi lấy chồng đại gia thì nó chạy bay qua cái đê rớt máy ngoài uống cua đỉnh liền chứ.
lên cái 1.300 luôn. cái này nhì nè. Ừ. Con đi chỗ này đi, nó có dịp đi đường này dễ. Chấm luôn bệnh đặc quẹo luôn kìa.
gió lên cái tạt cái mặt không nước. Lâu lâu ha mặt cái nó. Cà na. Cà na. Nó có cháy rồi. Ừ, nó qua đợt này rồi. Sáng cũng có cháy lắm. Bên này có lắm. Mình xuôi nhiều lắm. Chưa tới mùa nước á, lúc tôi còn nhỏ nhỏ đi ra sau vườn cây cà na cây nào nó chà bá nó bụng xíu chín ăn ngon. Thôi mà hôm tôi đi chỗ kia tôi mua tôi gặp cái dịch nó bán á. Cái dân dịch của con 4T93 ly á, cái xe. Cái cánh chà bá luôn, cái cánh cỡ bàn tay mình chứ. Bốn cái tay mình nhập nó chắc không chưa bằng đâu. Xe ra thì bự hơn xíu rồi. Vì nó ba tắc luôn. Mà nó cái cùi nó cũng dài nữa. Bự lắm. Mấy người qua nhau chạy trên đó chắc được nhẹ. Thường tôi chạy tới đây tôi ấy quẹo đây không rồi chưa mà. Tới đây tôi quẹo không à. Ờ tới đây bọc qua về. Cái kênh này với cái kênh Đà Nẵng nó gần nhau, nó đâm như hai kênh cái bên. Nọc chết. Nó như nọc của mấy ông mà không để bơm nước á, cắm nó cắm vỏ.
cấm rồi gãy cái bỏ đi luôn. Đó, thì đó đó. Đây nữa nè. Đó, nó mới ngon đó. Gốc nguyên gốc dừa luôn. Còn cách nhà tôi tầm khoảng 2 số à. Thôi còn nhảy xíu không thà nữa đi mày.
mới khiêng lên được. Khiêng mấy củ quả còn được đó. Rồi chở mấy củ quả cho bá khiêng lên luôn á. Bây giờ ông ngồi đi, tôi đứng, ông ngồi, tôi ngồi, ông đứng chứ gì sao đi được. Ông ngồi đi. Rồi, rồi bước lên trước đi. Bố gì sao lên ta? Rồi ông leo một cái còng lên kìa. Rồi đây. Rồi cầm ngon rồi. Thổi ra luôn nha. Ừ, ông đu lên đi. Rồi ông đu bước qua đây, bước đường cái máy luôn á. Ừ. Đúng rồi đó. Ông bước qua đây là nó máy bay xong. Bố chứ nó giữ cái cứng vậy cộng luôn à, hai thằng khi lên được luôn đó. Đầu để hay nó cò đang lủng lỗ nè, thôi kệ đi, đâu có gì đâu. Ừ, kẻ cây đó lấy cột đằng kia. Ừ, cột bằng cái đó đó, thôi đừng mở ra, cột tới luôn rồi, kệ hiện bộ đằng kia bằng cái đầu dây kia. Ừ, vừa tới được rồi, khoan để tôi đây xin thục xích ga chứ, qua đây đi. Nha, quên nó, nó chuối cái này xuống đẩy le lử luôn. Nó nạo xuống đất sình vậy nè. Ừ rồi. Công tắc này lại hư nữa rồi. Rồi rồi, buộc nó đi. Chồng cái ghê tới luôn rồi đó. Thấy không? Ừ vậy đi. Sợ bước lên, hai thằng bước lên nhổ kệ lên luôn. Sẵn khi lên luôn nè, để lên trên đình nó đi rồi muốn ăn nút, muốn ăn nhậu cái đó làm. Để lên đi cho nó khỏe. Rồi lên luôn. Rồi, okay. Nặng. Khi lên luôn. Mày biết gì, lấy cái xe đẩy ra để lên để cái bè vô rồi. Đợi xanh mặt tới chứ gì. Sửa lên con cái nha, sửa cái lên luôn. Rồi ông đẩy hay quá. Phải đi rồi tính. Giặt mình không giặt, mình qua. Thôi, máy đã về đến nơi nha anh em. Trong tình trạng là hai thằng ở húng hển. Tạm dừng cái khúc này đây ha. Xin chào anh em.